Tấm ốp than tre có gì hot mà lại đang làm mưa làm gió trên thị trường? Hãy cùng One Lắc tìm hiểu nhé! Tấm ốp than tre mang trong mình rất nhiều cải tiến mới khiến cho nó trở thành một sản phẩm hoàn thiện. Sản phẩm sở hữu cốt than tre siêu nhẹ nhưng vẫn vô cùng bền. Chất lượng in của sản phẩm được cải thiện giúp cho bề mặt trở nên vô cùng sắc nét. Đặc biệt, tấm ốp than tre hoàn toàn có thể bo các góc cong một cách đẹp mắt, điều mà các loại tấm ốp khác khó có thể làm được, vì thế khiến cho việc thi công trở nên vô cùng dễ dàng. Thi công ngay nào! Trong một chiều mưa bay, mang những yêu thương hòa du câu ca bơi.